Trong trận gặp Patkani, tiền vệ Robert đã có pha ghi bàn tuyệt đẹp theo kiểu vua bọ cạp, khiến nhiều người phải trầm trồ. Trong một tình huống, Miroslava thực hiện pha phản công nhanh bên phía cánh trái từ quả tạt bóng bổng của đồng đội. Tiền vệ 22 tuổi Robert đã có pha bay người rồi ghi bàn theo kiểu vua bọ cạp, khiến thủ môn đối phương phải sững sờ. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký trở thành hội viên của kênh được đặt ở dưới phần mô tả để có thể được nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đăng ký hội viên Mr. Zero để nhận ngay các ưu đãi cực cool, livestream với MC xinh đẹp, mini game tặng áo đấu và còn nhiều ưu đãi hấp dẫn khác. Đăng ký ngay nhận quà liền tay. Khi tham dự vào những bữa tiệc bóng đá, khán giả luôn muốn được thưởng thức món ngon nhất là bàn thắng. Và ai cũng biết, bàn thắng càng đẹp thì càng mang lại nhiều phấn khích cho đám đông. Làng Túc Cầu từ trước đến nay cũng ghi nhận vô số những siêu phẩm không tưởng đến từ những siêu sao trong những màu áo, những giải vô địch quốc gia khác nhau. Tuy nhiên trong số đó có những pha lập công gần như không thể tái hiện được vì độ khó về kỹ thuật cũng như sự ngẫu hứng. Và hãy cùng chiêm ngưỡng tất cả ngay sau đây. Mới đây trên sân vận động quốc gia Zimbabwe, cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez của Man City và đội tuyển Algeria đã khiến người hâm mộ ngây ngất với một siêu phẩm solo vào lưới Zimbabwe tại vòng loại CAN 2021. Cụ thể, từ sân nhà, Zaid Ben Rama chuyền dài vượt tuyến chính xác cho Riyad Mahrez. Cầu thủ đang khoác áo câu lạc bộ Man City có pha xử lý cực kỳ tinh tế khi đỡ bóng khéo léo bằng gót chân trước khi sọc thẳng vào vòng cấm địa, làm động tác giả lừa bóng qua hậu vệ đối phương rồi sút tung lưới thủ môn đội chủ nhà. Tottenham đã quật ngã Asteras Tripolis với tỷ số 5-1 trong trận đấu hồi tháng 10 năm 2014. Eric Lamela đã lập cú đúp và trong đó có siêu phẩm để đời với cú đá chéo chân từ cự ly 17m. Đẳng cấp, quá đỉnh, mãn nhãn, đó là những mỹ từ mà người ta dùng để nói về siêu phẩm bọ cạp của Riley McGree trận Newcastle Jets gặp Melbourne City tại Australia. Từ pha phối hợp bóng bổng ở trung lộ, cầu thủ của Newcastle Jets tung chân về phía sau để đá móc, khiến bóng bay bổng qua đầu thủ môn đối phương trước khi rơi vào khung thành. Năm 2016, trong màu áo sơn đông lỗ năng tại Chinese Super League, Papi Cisse đã ghi bàn thắng có lẽ không giống bất kỳ pha làm bàn nào trước đây của chính anh, cũng như của các ngôi sao Túc Cầu. Cú sút cực mạnh bằng chân trái của Cisse chỉ chạm nhẹ vào bóng bởi tình trạng mưa như trút nước. Tuy nhiên, bóng lại bật qua chân phải và đi cầu vòng qua đầu của thủ thành Sanhai Shipger vào lưới. Theo thời gian, bước chân của Fabio Cagliarella không còn nhanh nhẹn như xưa. Tuy nhiên, những siêu phẩm được tạo ra từ lão tướng người Castellammare di Stabia vẫn còn nguyên vẹn. Phút 75, từ một quả tạt chỉ cao hơn mặt đất khoảng 1m, Fabio Cagliarella ngay lập tức nhảy lên, đánh gót, đưa bóng đi thẳng vào lưới Padnobi, bất chấp nỗ lực cản phá của David Ospina. Sau đó, lão tướng 36 tuổi quay lại, chiêm ngưỡng đường đi của trái bóng.
Trong trận đấu ở vòng 3 League One mùa này giữa Dijon và Brest, chân sút Edwin Cardona có tình huống tung người bắt volley ghi bàn khi cả hai chân không chạm đất. Đó là một pha nhào lộn trên không vô cùng tuyệt vời mà khó ai có thể tái hiện được. Có lẽ đến bây giờ rất nhiều Milanista vẫn chưa thể quên được hình bóng của Menet. Trong trận làm khách trước Parma hồi năm 2014, Menet lại buộc tất cả phải nhắc đến tên anh với siêu phẩm ở phút 80. Tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự đội chủ nhà, anh thoát xuống rất nhanh để cướp bóng ngay trước mặt của thủ môn Parma. Sau đó là một cú đánh góc đầy tinh tế đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, đem về niềm vui vô bờ cho số ít các Milanista có mặt tại Ennio Tardini ngày hôm ấy. Pablo Hernandez đã từng khiến cho sân Vincent Calderon trở nên chết lặng bởi pha đánh góc không tưởng vào lưới Atletico Madrid. Bắt nguồn từ quả treo bóng bên cánh trái của Planas, tưởng chừng Hernandez sẽ thất bại trong pha tranh chấp tiền không với Diego Godin. Nhưng trong một khoảnh khắc xuất thần, tiền đạo của Celta Vigo tung chân về phía sau thực hiện pha đánh góc đầy cảm giác. Thủ thành Moza hoàn toàn bất ngờ trước pha xử lý ngẫu hứng của cầu thủ đối phương. Dĩ nhiên người gác đền của Atletico bị lỡ đà và bất lực nhìn trái bóng lăn vào lưới. Bàn thắng này đến ở phút 53 của trận đấu giữa Boca Juniors và Quilmes tại giải vô địch quốc gia Argentina 2015. Xuất phát từ một pha phối hợp phản công rất nhanh của các cầu thủ chủ nhà. Trong tư thế trống trải, Jonathan Canleri tung cú dứt điểm mạnh nhưng bị một hậu vệ Quilmes cản phá. Ngay lập tức, tiền đạo sinh năm 1993 tung cú đá kỹ thuật theo kiểu Rabona, khiến cho thủ môn và hai cầu thủ Quilmes chỉ còn biết bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Trong trận đấu giữa đội Sparta Praha B Motherwell hồi năm 2013, tiền vệ David Hovorka đã khiến tất cả những người có mặt trên sân phải giật mình khi chứng kiến bàn thắng quá ngẫu hứng của anh. Nhận đường chuyền từ đồng đội, David Hovorka đã thoải mái băng vào, dùng mông đẩy bóng vào lưới. Một bàn thắng quá đặc biệt của Hovorka khiến cho cầu thủ đối phương phải ngán ngẩm. Vừa rồi là những siêu phẩm bàn thắng khó tái hiện trong bóng đá. Và đâu là pha lập công khiến bạn ấn tượng nhất? Đừng quên chia sẻ cho chúng tôi biết ở một bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.